Thi Thiên 113. Hallelujah. Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Chúa. Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va được tôn cao trên các nước, vinh quang Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài cúi xuống để xem xét trời và đất. Ngài nâng người khốn cùng lên khỏi bụi tro, nhấc kẻ thiếu thốn khỏi đống rác, đặt họ ngồi chung với các bậc quyền quý, tức là với các bậc quyền quý trong dân chúng. Ngài khiến đàn bà hiếm muộn được làm mẹ vui vẻ với đàn con trong nhà. Hallelujah. Phi-rơ nhất, chương 5. Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ được dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ. Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Rồi khi Đấng chăn chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh mão triều thiên vinh quang không phai tàn. Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm kiếm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hạn nạn như mình. Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi nhờ xin vâng, người tôi xem như một anh em tín cẩn, viết đôi dòng để khích lệ và làm chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong ân điển đó. Hội thánh tại Babylon, những người cùng được chọn như anh em, gửi lời chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào đón nhau. Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ. Ê-xê-chi-ên chương 31. Vào ngày mùng 1 tháng 3, năm thứ 11, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, cùng cả đoàn dân của vua rằng: Sự lớn mạnh của ngươi so với ai? Hãy xem A-si-ri, ngày trước nó giống như cây bá hương của Liban, cành lá đẹp đẽ, rợp bóng như rừng, thân cao lớn và ngọn cao vút tận mây. Các dòng nước nuôi nó, các mạch nước ngầm làm cho nó lớn lên, khiến cho các dòng sông chảy quanh chỗ nó trồng, và cho các con kênh tưới mọi cây cối ngoài đồng. Vì thế, cây bá hương ấy cao hơn tất cả các cây ngoài đồng, cành lá âm tùm, nhánh nó vươn dài ra, nhờ có nhiều nước. Mọi giống chim trời làm tổ trên cành nó, mọi loài thú đồng đẻ con dưới nhánh nó, và tất cả các nước lớn đều núp dưới bóng nó. Nó sinh tốt bởi thân to lớn, nhánh vươn dài ra, vì rễ nó đâm xuống chỗ có nhiều nước. Chẳng có cây bá hương nào trong vườn Đức Chúa Trời sánh được với nó. Cây tùng không bằng cành nó, cây bàng cũng không bằng nhánh nó. Chẳng có cây nào của vườn Đức Chúa Trời sinh tốt bằng nó cả. Ta đã làm cho nó sinh tốt với cành lá xum xuê. Tất cả những cây của Eden là những cây trong vườn Đức Chúa Trời đều ganh tị với nó. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán:
vì nó cao lớn, ngọn cao vút tận mây, và lòng nó kiêu ngạo vì vẻ cao lớn ấy. Cho nên ta sẽ phó nó vào tay một người hùng mạnh của các nước để xử lý nó. Ta đã đuổi nó ra vì những tội ác nó. Một dân hung bạo nhất trong tất cả các dân ngoại sẽ chặt nó và bỏ lại. Những nhánh nó rơi xuống trên các núi và trong mọi thung lũng. Những cành nó bị gãy nơi bờ khe trong xứ. Và mọi dân trên đất tránh xa bóng nó và lìa bỏ nó. Mọi loài chim trời sẽ đậu trên sự đổ nát của nó. Và mọi loài thú đồng sẽ đến nghỉ trên những cành nó. Để chẳng có cây nào trồng gần nước dám kiêu ngạo về sự cao lớn mình, hoặc về ngọn cây cao vút tận mây. Không có cây nào được các dòng nước tưới mà cao lớn như thế. Tất cả chúng bị phó cho sự chết, cho vực sâu của đất, ở giữa con cái loài người và cho những kẻ sa xuống hố thẳm. Chúa Giê-hô-va phán: Ngày mà nó xuống âm phủ, ta sẽ khiến người ta than khóc vì nó. Ta lấp vực sâu, ngăn các sông, chặn những dòng nước lớn. Ta khiến Liban than khóc vì nó, và mọi cây ngoài đồng bị héo tàn vì nó. Ta làm cho các dân tộc nghe tiếng nó đổ xuống mà rúng động. Khi ta ném nó xuống tầng âm phủ cùng với tất cả những kẻ sa xuống hố thẳm ấy, bây giờ mọi cây của Eden, những cây xinh tốt được tuyển chọn của Liban, tất cả những cây được tưới nước dồi dào đều được an ủi trong vực sâu của đất. Chúng cũng sa xuống âm phủ với nó, ở gần những kẻ bị gươm giết, tức là những kẻ vốn là đồng minh của nó, và ở dưới bóng nó giữa các nước. Cây nào trong những cây của vườn Eden giống với ngươi về sự vinh hiển tôn trọng, ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của Eden trong vực sâu của đất như vậy. Ngươi sẽ nằm giữa những kẻ không chịu cắt bì, với những kẻ đã bị gươm giết. Pharaoh và tất cả thần dân của nó sẽ đồng chung số phận. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chiên chương 32. Vào ngày mùng 1 tháng 12 năm thứ 12, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về Pharaoh vua Ai Cập rằng: Ngươi giống như một con sư tử giữa các dân tộc, khác nào con quái vật dưới biển, vẫy đập giữa dòng nước. Ngươi lấy chân khuấy đục nước và làm cho các sông đầy bùn. Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ giăng lưới ta trên ngươi với một đoàn người gồm nhiều dân tộc, và chúng sẽ kéo ngươi lên trong lưới của ta. Ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất và ném ngươi giữa đồng trống. Ta sẽ khiến mọi loài chim trời đậu trên ngươi, và các loài thú khắp đất ăn thịt ngươi thỏa thích. Ta sẽ rải thịt ngươi trên các núi và lấy xác ngươi lấp đầy các thung lũng. Ta sẽ lấy máu ngươi tưới đất cho đến tận các núi đồi, các khe nước sẽ đầy xác ngươi. Khi ta dập tắt ngươi thì ta sẽ che các tầng trời và làm các ngôi sao tối tăm, dùng mây bao bọc mặt trời và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa. Ta sẽ làm cho ánh sáng của các vì sao trên trời tắt liệm trên ngươi, và ta sẽ đem sự mờ tối phủ trên đất ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ làm cho lòng của nhiều dân tộc bối rối khi ta loan báo sự hủy diệt ngươi trong các dân tộc, giữa các nước mà ngươi chưa biết đến. Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh hoàng về ngươi, và các vua chúng sẽ vì cớ ngươi mà mất vía. Khi ta vung gươm trước mặt chúng vào ngày ngươi sụp đổ, mọi người đều kinh hãi từng phút từng giây lo lắng cho mạng sống mình. Thật vậy, Đức Giê-hô-va phán, gươm của vua Babylon sẽ tấn công ngươi. Ta sẽ khiến đoàn dân đông đảo của ngươi ngã chết dưới lưỡi gươm của những kẻ tàn bạo, là những kẻ độc ác nhất trong các dân. Chúng sẽ đập tan sự kiêu ngạo của Ai Cập, và cả đoàn dân nó đều sẽ bị tiêu diệt. Ta cũng sẽ hủy diệt tất cả súc vật nó bên bờ sông lớn. Nước sẽ không còn bị khuấy đục bởi chân người hoặc bởi móng chân thú vật nữa. Bây giờ ta sẽ làm cho các dòng nước của chúng được trong sạch, và làm cho các sông chúng chảy như dầu. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Khi ta khiến đất Ai Cập thành nơi hoang vu, và sự trù phú vốn có trong đất ấy bị vét sạch, khi ta đánh hạ tất cả dân cư ở đó, thì chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Đây là bài ai ca mà chúng sẽ than khóc. Những con gái các nước sẽ than khóc bằng một giọng thảm thương.
chúng sẽ hát bài ấy để khóc cho Ai Cập và cho tất cả dân cư nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Vào năm thứ 12, ngày 15 của tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập. Hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống vực sâu của đất, khiến chúng đồng số phận với những kẻ bị sa xuống hố thẳm. Ngươi đẹp hơn ai? Vậy hãy sa xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. Phải, những kẻ ấy sẽ ngã xuống giữa những người đã bị gươm giết. Ai Cập bị phó cho gươm và bị giải đi cùng với cả đoàn dân nó. Từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói về nó rằng: Chúng đã xuống đó, chúng đã nằm yên với những kẻ chưa chịu cắt bì, là những kẻ bị gươm giết. Assyri ở tại đó với cả đoàn dân nó, chung quanh nó đều là mồ mả. Tất cả chúng đã bị giết và ngã chết bởi gươm. Mồ mả nó ở những nơi sâu thẳm của hầm hố, và dân nó đứng chung quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết. Chúng vốn là những kẻ gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống, mà nay đã ngã chết bởi gươm. Tại đó có Elam với cả đoàn dân ở chung quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết và ngã chết bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy ngã xuống nơi vực sâu của đất, tức là những kẻ đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng bị hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm. Giường của nó bị đặt ở giữa những kẻ bị giết, cùng với đoàn dân đứng chung quanh mồ mả nó. Tất cả những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm, vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng phải chịu hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm, và người ta đã đặt nó giữa những kẻ bị giết. Tại đó có Mesiết, Tuban và cả dân chúng của nó. Mồ mả của chúng ở chung quanh chúng. Tất cả đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm, vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng không nằm chung với những lính chiến mạnh dạn chưa chịu cắt bì đã ngã chết, tức là những người đã xuống âm phủ cùng với khí giới đánh giặc của mình. Người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng và tội ác chúng chất trên hài cốt chúng, vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. Nhưng ngươi sẽ bị đập tan giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Edom ở tại đó với các vua và cả các nhà lãnh đạo nó, dù là những người mạnh mẽ, chúng cũng bị đặt chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Chúng nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì và với những kẻ sa xuống hố thẳm. Tại đó cũng có tất cả những nhà lãnh đạo ở phương Bắc, và tất cả dân Sidon đều đi xuống với những kẻ bị giết. Mặc dù chúng đã dùng sức mạnh làm cho người ta kinh hoàng, chúng nằm xuống như những kẻ chưa chịu cắt bì cùng với những kẻ bị giết bởi gươm. Chúng phải bị hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm. Pharaon thấy chúng thì được an ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pharaon và cả đạo binh mình đã bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Mặc dù ta để cho Pharaon gieo rắc sự kinh khiếp trên đất người sống, nhưng nó và cả dân của nó sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và những kẻ đã bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy.